Ok, xin miễn chào tất cả các bác. Thì hôm nay em mới lấy cái con JBL KM6600 này về. Thì rất là nóng ruột. Bây giờ em sẽ test luôn cái con này để xem các chức năng của nó như thế nào, rồi nó có cái gì hay không. Thì đầu tiên thì như là cái video trước rồi, em có nói con này nó có 3 cổng đầu vào, 4 cổng đầu vào coaxial này, cổng quang này, rồi 3 nút đầu vào tự động, có cổng jack đường ra. Thì em cắm xuống con TCI em chạy. Thì giờ em bật nguồn lên. Con này sử dụng chip DSP Audio các bác nhá, DSP này, V1.2. Đấy. Thì các nút này có thể ấn được vào này. Nút này là nút master tổng này, có thể điều chỉnh này, ấn này. Đây là nút FBE, là nút cắt hú này. Con này có 4 mức cắt hú. Đấy. Bốn đây này, một này. Một này, hai này, ba này, bốn bốn mức cắt hú. Các bác nhá, cắt hú thì siêu việt luôn. Đây là chỉnh mic này, chỉnh main này, chỉnh center, acid, menu này, echo này, reverb này, mic. Con này tiếng reverb cực kỳ hay. Con này có kết nối wifi nha. Cái phần wifi này em sẽ mua cái USB wifi, em sẽ kết nối cho các bác nghe nhé. Đây. Music input auto. Đấy. Thì ok. Thì nói về phần mềm của nó đi. Nói về phần mềm của nó thì nó chói quá. Nói về phần mềm của nó thì con này em kết nối đã. Tất cả em để cái chế độ EQ reset này. Mic EQ reset này. Rồi. Nói về cái chế độ của tất cả các chế độ, đây là riêng cái phần mic các bác nhé. Em đang vào cái phần mic này. Thì các bác biết là nó có bao nhiêu giải không? 15 giải tần chỉnh mic các bác nhé. 15 giải tần chỉnh mic nên nó rất là hay. Nó rất là chuyên nghiệp, 15 giải tần chỉnh mic. Mà em chưa thấy cái con nào giá rẻ mà nó lại có 15 giải tần chỉnh mic này. Con này em đang bán với giá là 3 triệu 3 các bác nhé. 3 triệu 3 con này. Phần music này. Rồi, cũng 15. Phần main này. Main echo reverb đấy, center sub woofer này, system này đấy, rất nhiều mode, có từ mode 1 cho đến mode 10. Mode 10 các bác nhé đấy, rất là nhiều mode. Tiếp tục thì có cái gì quên này, quên không nói với các bác. À, con này nó có hai đường mic, quên. Đây 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 là chỉnh mic A, ví dụ này em đang căn chỉnh mic A nó để như này này. Đấy. Đấy thì bây giờ em chuyển sang mic B này. Đấy. Mic B thì em sẽ chỉnh được kiểu khác. Đấy. Đấy, mic A, mic B em chỉnh được khác nhau. Đấy, nó có đặc điểm rất là hay mic A, mic B. Đấy, mic A em vừa như này đúng không? Thì mic B em chỉnh như này. Thì mình có thể là kết hợp giữa hai giọng người khác nhau. Đây. Đấy, đây là mic mic B. Đây là mic A em để đây, cái này nó nhọn lên này, còn cái mic B thì cái này nó nhọn lên này, hai cái nó khác nhau thì chứng tỏ là nó sẽ chuyển được hai mic. Có nghĩa là các bác nào thích chuyên nghiệp, có nghĩa là một mic A cho nữ, một mic B cho nam chẳng hạn, thì vô ghép là rất chuyên nghiệp, cộng thêm là cổng quang các bác nhé. Đây này, system cổng quang vào phần music, phần music music nó có đây này. VOD này, BGM này, Digital này, AUX Gain này, 4 đường vào. Đây này, 1, đây là em đang để chế độ Auto, 1, 2, 3, 4, 5, 5 đường vào các bác nhé. Đây, cắt lở để ép, HDF, không thiếu một chức năng gì luôn. Nói chung là cái con vang tầm rẻ tiền như này mà chỉ với giá 3 triệu 3 thôi, các bác sở hữu được tất cả các công nghệ mới hiện tại bây giờ. Echo này thôi thì cực sáng luôn. Để em xem nào. Để em lấy cái mic. Để em lấy cái mic em thử echo cho. Em cứ để cân bằng tất cả nhá, để em tìm thử echo luôn. Rồi, hiện tại thì em đang để ở tất cả cái chế độ EQ EQ
EQ bài bát này. Đồng 1, đây là tiếng mic, mic thu, chưa qua xử lý các bác nhé. Tất cả để ông để bức mặt đi. Đồng, mà nó đã hay như thế này rồi. Này em chỉ cắt chậm, ví dụ em cắt chậm. Đồng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, như thế là tiếng rất là êm rồi. Thì sau đây là em sẽ để cái chế độ là toàn dì vật thì nó như nào. 1, 2, chế độ toàn dì vật nhé, em sẽ cắt hết intro đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Đấy, đây là chế độ dì vật. Còn tiếp theo em sẽ để cái chế độ echo. Đây em chỉnh rất là đơn giản nhé, chưa cần phải chỉnh nhiều đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mà tiếng nó đã hay như thế này. Ê, quý gì xem? 1, 2, 3, 4, echo. Chưa cần chỉnh một tí gì luôn. Chưa cần chỉnh một tí gì luôn đấy các bạn. Đấy, chưa cần chỉnh một tí gì luôn. Thì mà nó đã hay này. Lại cái tiếng gì vợt này. Mà chỉnh nữa thì nó còn hay hơn rất nhiều. 1, 2, 3, 4. Đây em sẽ thử nhấp phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Đây là chế độ dì vật các bác hay thích nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, đây là chế độ dì vật. Sau đây này em sẽ có cái chế độ echo. Khi em nâng giải mic này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi mà đây là tất cả em đang để ở cái chỗ độ rất là bình thường các bác nhé. Chưa cần phải nhiều đâu. Nếu mà nhiều thì nó hay hơn nhiều. 1, 2. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó? Đây nhá, em đang để chế độ này. Đấy, chỉnh rất là ít thôi nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đông, em chỉnh rất là ít thôi nhá. Đông, 1, 2. Đây, quý vị xem lại. Đông, đây là mình bỏ cái tiếng trầm đi này. Cắt tiếng trầm. Lần, nghe nó đã khác rồi. Lần, 1, 2, 3. Đây, em không cần phải gì, sử dụng nhiều giải đâu nhé, chỉ thế này thôi. Nghe đã khác rồi. Lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nên con vang này nó rất là dễ chỉnh các bác nhé. Đầu tiên em nói là đầu tiên là rất là dễ chỉnh. Cộng tác thêm là cái tiếng dì vật. Em thử lại cái tiếng dì vật cho các bác nghe này. Lần. Tắt cái mất cái mic đi. Lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, lần. Ê chô này. Lần, 1, 2. Đấy, còn đi sâu về phần ê chô gì vật, chỉnh cái delay time, rồi repeat, rồi nói chung là còn nhiều loại này thì em chưa chỉnh các bác nhé. Đây em vẫn để mặc định mà nó đã hay như này thôi, thì chứng tỏ nó rất là dễ chỉnh thôi. Rồi ok, sau video clip này thì em sẽ có rất nhiều cái video nói về cái con KM6600 này, 6600 này. Con này phải nói là rất là hay. Vì em đang dùng điện thoại để quay, điện thoại iPhone. Chính cái điện thoại iPhone này, nó đang có phần mềm mà chỉnh tay trên chính cái con KM6600 này. Nó có, mình mua một cái jack USB Wi-Fi mình cắm vào đấy rồi mình thiết lập luôn trên điện thoại được. Nói chung con này rất là tiện các bạn nhé. Bỏ ra số tiền không phải là lớn nhưng mà
tích hợp được rất nhiều công nghệ, hai mic riêng biệt. Và rồi thì đấy là phần giới thiệu, còn sau đây là phần em tự hát karaoke cho các bác thẩm âm như nào. Các bác mời các bác đeo tai nghe các bác nhá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, lần. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn bay về. Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ. Em buồn vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau đến với dần hơn, vì mình xa nhau đến nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ khi thầm, mai nở không về chắc anh buồn biết mấy. Giấc nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mới đang chỉnh cái con này thôi, vừa hát vừa chỉnh các bác nhá, vừa hát vừa chỉnh nó đây này, nó ở dưới này, vừa hát thử thôi. Lập 1 2 3 4 5 6 rất là ngọt các bạn, rất là ngọt, không ngờ nó lại ngọt như thế, rất là ngọt luôn, không ngu dít gì. Có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây. Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ. Em buồn vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, mai ngờ
xuân trước cũng nhớ đêm ngày. Đập 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 không về chắc anh buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Lần lần một ngày ba bốn năm sáu bảy lần lần tiếng rất là lực các bác nhé, mà em đang đánh con TCA 300 thôi và con vang. Đừng chọn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu đừng rời em đêm. Nhớ nhiều người và anh mắt, nhớ lời ngọt ngào yếm nóng em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu nhắc nhớ trong lòng. Đêm từng màu thời gian đêm bóng hình người mình yêu mến. Chân thành ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Đừng chọn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh góc cạnh vẫn im lìm. Ước gì mình được đặt cạnh, ước gì nhà mình chung phách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Đập 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 với ơi với cấu hình trên thì em có ghép một con JBL KM6600 cộng với một cục hai cục đẩy TCA đánh cho hai đôi loại và một con Mixua UX10 mới lấy về các bác nhá. Nóng vội em test luôn. Em ơi lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện cho đời yêu em chớ đừng giận hơn anh. Sẽ làm tội nghiệp anh lắm đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Tự chọn đêm nay để nhớ thương em, sương xoay lạnh góc cạnh vẫn im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung phách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung phách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Lập, lập. Rồi, ok. Để tiếp tục cái video này thì thật ra cái con này em không phải chỉnh sửa nhiều đâu. Tất cả để rất là bình thường. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Chào các bác.